Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món đậu cô ve xào thịt bê nhé. Thì nguyên liệu mình để sử dụng cho món này là gồm có đậu cô ve này. Đậu cô ve mình đã rửa sạch, ngâm muối và mình không thái như bình thường nhưng mà mình bẻ đôi hoặc bẻ ba cái đậu ra nhé. Đó, mình bẻ ra. Thịt bê thứ hai là nguyên thịt bê này. Thịt bê thì mình dùng khoảng tầm 3 đến 4 lượng thịt bê này. Rau mùi là tí mình là trang trí cho nó đẹp. Hạt nêm này, tỏi này, gừng và nước mắm. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là ướp thịt bê nhé. Mình tiến hành thịt bê này. Mình cho một ít tép vào này, ít tỏi này, một ít gừng, mình sẽ ướp trong vòng khoảng tầm 10 đến 15 phút. Mình cho một xíu nước mắm vào cũng được. Nước mắm của mình là không không mặn lắm nhé. Nếu các bạn dùng nước mắm mà đậm đặc mặn thì các bạn phải cho ít thôi. Đây thì bên mình ướp khoảng tầm 10 15 phút nhé. Thịt bê đã khoảng được 10 phút thì mình sẽ đem xào qua thịt bê nhé. Mình cho ít dầu vào chảo. Bây giờ chảo nóng thì mình sẽ cho tỏi vào. Nấu ăn tí nữa. Thơm mùi thịt bê lắm. Xào có bây giờ là mình cứ vào cho vào bạn.
giờ mình sẽ tiến hành xào xào đỗ. Cho một ít dầu vào. Tăng ống phi tỏi thơm lên. Bẻ cái này xào hơi một tí thì rau đậu mình chín thì mình phải cho thịt bê vào xào thêm một tí nữa. Mình phải cho thịt bê xào thêm một tí nữa chín đều. Các bạn xào đậu với thịt cho chín đều nhá, xong rồi mình nêm nếm vừa ăn từ tùy từng khẩu vị của từng nhà nhé.